Vì sao không tìm được việc làm? Bất kỳ bệnh tật hay gặp chướng ngại gì, bao gồm cả sự nghiệp như tìm không được công tác, đều thuộc về báo ứng nhân quả. Tôi gặp một anh đã tốt nghiệp thạc sĩ nhưng lại không tìm được việc làm. Cho dù anh có xin bán vé, chào mời kiếm khách cho nhà xe, cũng không ai mua, cũng không ai đi. Bạn thấy có lạ không? Năm ngoái tình cờ gặp nhau, tôi liền hỏi: anh có làm qua việc gì xấu không? Không. Không có thật ư? Chẳng phải anh phạm lỗi tà hạnh, ưa lăng nhăng loạn bậy cùng phái nữ hay sao? Anh đáp: hiện nay ai cũng đều sống như thế cả. Tôi nói: xin cảnh báo anh, đừng có quan niệm hiện nay ai cũng đều như thế. Dù anh không nói thì tôi cũng thừa biết, nhưng sống như vậy là phi lễ, vô đạo, rất thiếu đạo đức. Do anh sống không đạo đức, chưa kết hôn mà phạm đủ lỗi dâm tà loạn bậy. Phải biết, cho dù đối phương có đồng ý ưng thuận thì anh cũng không được phạm lỗi. Vì chưa kết hôn thì không được quan hệ vượt rào, huống nữa là không có ý kết hôn, chỉ muốn phóng túng tình dục, truy tìm hoang lạc, ăn nằm bừa bãi. Làm như thế là thương thiên hại lý, luật tự nhiên không cho phép. Do vậy mà dù đã tốt nghiệp thạc sĩ nhưng anh không thể nào tìm ra việc làm. Tất cả là do anh sống vô đạo đức, thiếu phẩm hạnh, nên trời chẳng ủng hộ anh, ngược lại còn nghiêm trừng anh. Nếu anh muốn có công tác tốt thì đầu tiên trong nhà nên thờ tôn tượng Phật, hoặc hãy đến chùa quỳ trước Phật, thành tâm phát lộ sám hối hết những tội tà dâm và các tội mình đã làm. Nếu anh biết ăn năn sám hối, thệ chẳng tái phạm nữa, thì có lẽ anh sẽ tìm được việc làm. Om ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni So ha ha.